Thưa quý vị, và ngay lúc này xin được mời quý vị hãy cùng chào đón trở lại sân khấu. Những tiết mục văn nghệ của Hội Người Cao Tuổi Đội 10 năm sẽ trở lại với sân khấu của chúng ta với tiết mục múa Con Theo Cha Di Đà. Xin quý vị một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón tiết mục này ạ. Xin được mời đội văn nghệ đội 15 sẽ trở lại sân khấu. Đội người cháu đó. Con theo cha Di Đà.
một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị cho các U70 đi ạ. Vâng, thưa quý vị, hết sức tuyệt vời. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay có thể thấy rằng các bà trong hội người cao tuổi, vâng ạ, đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng từ đầu buổi tối, thưa quý vị, trang điểm, vâng ạ, làm tóc rồi, thưa quý vị, còn chuẩn bị phục trang rất là kỹ nữa, thưa quý vị, để đến với những tiết mục đặc sắc trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là những lời ca, những điệu múa để dâng lên ngày giỗ tổ Chùa Quốc và một niềm vui hết sức tuyệt vời lan tỏa trên khuôn mặt của các cô, các bác. Và hôm nay thấy ai ai cũng hoan hỉ niềm vui khi được dâng lên cửa Phật những lời ca tiếng hát của mình. Vâng, thưa quý vị, thật là tuyệt vời. Và ban tổ chức rất mong muốn rằng trong buổi tối ngày hôm nay, các quý vị khách quý, quý khách thập phương, chúng ta đi du xuân lễ chùa, đến với chương trình văn nghệ của Chủ Quốc, chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo vỗ tay thật lớn động viên tinh thần cho các nghệ sĩ không chuyên của chúng ta, được không ạ? Vâng ạ, một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều.